Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bão Torazi chưa kịp tan, bão mới Usagi lại hình thành, tiếp tục đe dọa Philippines. Cơn bão mới Usagi vừa hình thành và đang di chuyển theo hướng về phía Philippines, trong khi hai cơn bão Torazi và Manzi đã xuất hiện trước đó và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này. Sự xuất hiện của Usagi đã làm gia tăng mối lo ngại về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, nơi thường xuyên chịu tác động mạnh mẽ của các cơn bão nhiệt đới vào mùa mưa bão. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11, cơ quan dự báo khí tượng Philippines Pagasa đã thông báo về sự hình thành của cơn bão mới nhất mang tên Usagi hay còn gọi là Orfeo ở Philippines. Cơn bão này hiện đang nằm cách Đông Visayas khoảng 1.150 km về phía đông. Được dự báo sẽ di chuyển nhanh và tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. Bão Usagi có khả năng gây ra nhiều rủi ro cho các khu vực ven biển Philippines trong những ngày tới. Cùng thời điểm, bão Torazi, tên địa phương là Nika, đang cách thành phố Loarc, Ilocos Nor, 150 km về phía tây tây bắc với sức gió duy trì tối đa 95 km/h và gió giật lên tới 115 km/h. Cơn bão đổ bộ Philippines ngày 11 tháng 11 hiện ở trên biển Đông và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Ngoài bão Torazi và bão Usagi đang ở bên trong khu vực dự báo của Philippines PAR, cơn bão Manzi hiện bên ngoài PAR, cách khu vực Đông Nam Luzon khoảng 2.930 km về phía đông. Bão Manzi có sức gió tối đa gần tâm bão là 85 km/h, gió giật 105 km/h và đang di chuyển về phía tây với tốc độ 10 km/h. Các chuyên gia dự báo bão của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa hiện đang theo dõi sát sao sự di chuyển và sự thay đổi cường độ của cơn bão Usagi, tên địa phương là Orfeo. Cơn bão mới nhất đang hình thành và gây lo ngại cho khu vực Philippines. Cùng với đó, cơn bão Torazi, tên địa phương là Nika, cũng đang di chuyển gần vùng biển Philippines. Theo nhận định của Pagasa, bão Usagi dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong những ngày tới và có thể chuyển hướng Tây Bắc vào tối ngày 14 tháng 11 trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh báo rằng bão Usagi có khả năng đổ bộ vào khu vực Bắc hoặc Trung Luzon vào chiều hoặc tối ngày 14 tháng 11, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Tuy nhiên, do sự biến động của các yếu tố khí tượng, dự báo này có thể thay đổi. Và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão. Dự báo bão Usagi sẽ tiếp tục mạnh lên trong vòng 3 ngày tới. Theo các chuyên gia, bão có thể đạt cấp bão cuồng phong vào ngày 13 tháng 11, khi sức gió tối đa gần tâm bão có thể lên đến 150 km/h hoặc cao hơn. Đặc biệt, có khả năng bão Usagi sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines với cường độ cực đại hoặc gần cực đại, gây ra những tác động lớn đến các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Các nhà dự báo cũng lưu ý rằng do tính chất phức tạp của các cơn bão nhiệt đới, đường đi của Usagi có thể sẽ thay đổi trong những ngày tiếp theo, đặc biệt là vào ngày thứ Tư và thứ Năm sau khi cơn bão di chuyển. Do đó, các cơ quan chức năng cần cảnh giác và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là đối với các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng mạnh nhất. Mặc dù hiện nay còn quá sớm để xác định chính xác các khu vực đổ bộ của bão Usagi, nhưng các nhà dự báo nhận định rằng Trung Luzon có thể sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất của bão Usagi, với khả năng xảy ra mưa lớn, gió mạnh dữ dội và nguy cơ lũ lụt tại các khu vực này. Chính quyền địa phương cần chuẩn bị đối phó với tình trạng ngập úng và đảm bảo các biện pháp phòng ngừa lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực dễ bị tổn thương. Ngoài ra, khu vực phía đông của Trung và Nam Luzon cũng có thể bị ảnh hưởng nếu cơn bão mở rộng phạm vi tác động hoặc nếu đường đi của cơn bão dịch chuyển về phía nam hơn. Tình trạng mưa lớn, sóng lớn và gió mạnh có thể gây ra các tác động nghiêm trọng đối với khu vực này, đặc biệt là đối với các vùng ven biển và các khu vực trũng thấp. Trong khi đó, bão Torazi, bão số 8 trên biển Đông, hiện di chuyển theo hướng Tây Bắc. Theo đường đi dự báo, bão Torazi sẽ tiếp tục di chuyển trên biển Đông, rời khỏi khu vực dự báo của Philippines trong vòng 12 giờ tới. Dự báo bão Torazi tiếp tục suy yếu trong những ngày tới và có thể trở thành vùng áp thấp trên vùng biển gần miền Nam Trung Quốc. Dù vậy, Torazi sẽ vẫn là một cơn bão mạnh trong suốt quá trình di chuyển ở khu vực PAR. Bão Usagi và Torazi hiện đang là mối đe dọa lớn đối với Philippines. Các cơ quan chức năng của Philippines cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động chuẩn bị đối phó với các tình huống khẩn cấp như mưa lớn, lũ lụt, sóng lớn và gió mạnh.
Chống bão chưa từng có, Philippines sơ tán 2.500 ngôi làng đề phòng bão Torazi. Hàng nghìn người dân ở miền Bắc Philippines lại phải đối mặt với sự tàn khốc của thiên nhiên khi cơn bão Torazi đang chuẩn bị đổ bộ vào đảo Luzon, nơi vừa mới trải qua những trận lũ lụt và sạt lở đất liên tiếp. Những trận thiên tai gần đây đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực, khiến cơ sở hạ tầng bị phá hủy, đất đai bị xói mòn và nhiều người phải sống trong tình trạng thiếu thốn, khốn khổ. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của cơn bão Torazi với sức gió mạnh và mưa lớn càng làm gia tăng nỗi lo sợ và thách thức đối với công tác cứu trợ và phục hồi sau thảm họa. Theo các chuyên gia, cơn bão này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp với gió mạnh và mưa to, mà còn có nguy cơ khiến tình hình lũ lụt và sạt lở đất trở nên nghiêm trọng hơn khi đất đã bị bão hòa do mưa liên tục trước đó. Các tuyến đường và cầu cống có thể tiếp tục bị phá hủy, làm cô lập nhiều khu vực, đặc biệt là những vùng miền núi và hải đảo. Chính quyền địa phương và các tổ chức cứu trợ đang gấp rút triển khai các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị các trạm cứu trợ và vật dụng thiết yếu. Các lực lượng cứu hộ được huy động sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, trong khi công tác thông tin và tuyên truyền về diễn biến bão cũng được đẩy mạnh để người dân chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự tàn phá của thiên nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là khả năng phục hồi nhanh chóng và duy trì an toàn cho cộng đồng, nhất là khi Luzon vốn đã mệt mỏi và kiệt quệ từ những trận lũ lụt và sạt lở đất trước đó. Cùng lúc đó, các tổ chức quốc tế cũng đang theo dõi sát sao tình hình và hỗ trợ Philippines trong công tác khắc phục thiệt hại. Chỉ trong chưa đầy một tháng, vùng đất này đã phải hứng chịu sức tàn phá của 3 cơn bão, khiến hàng chục nghìn hộ dân mất nhà cửa và sinh kế. Từ sáng sớm 11 tháng 11, các lực lượng chức năng Philippines đã tiến hành sơ tán người dân tại 2.500 ngôi làng. Tổng thống Ferdinand Marcos ngày 10 tháng 11 cũng đã đích thân thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ đạo cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân. Ông quyết định không tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Peru để ưu tiên chỉ đạo các nỗ lực cứu trợ và khắc phục thiên tai trong nước. Theo Trung tâm Khí tượng Philippines, cơn bão Torazi với sức gió duy trì ở mức 130 km/h và gió giật lên đến 180 km/h, hiện đang ở cách thị trấn Casiguran của tỉnh Aurora khoảng 100 km về phía đông. Dự báo cơn bão sẽ di chuyển với tốc độ nhanh theo hướng Tây Bắc qua đảo Luzon, gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều khả năng bão Torazi sẽ suy yếu khi băng qua một dãy núi trước khi tiến vào Biển Đông. Bộ trưởng Nội vụ John Vic Remula chia sẻ rằng quyết định sơ tán trên được đưa ra trong bối cảnh không còn nhiều thời gian để kịp đưa người dân đến nơi an toàn. Ông nêu rõ, chúng tôi hiểu rằng nhiều người dân không muốn rời bỏ nhà cửa, nhưng sự an toàn phải đặt lên hàng đầu. Trong khi đó, các khu vực miền núi, thung lũng và đồng bằng tại Luzon vốn đã chịu tác động nghiêm trọng từ các cơn mưa trước đó, trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương bởi lũ quét và sạt lở đất. Chỉ trong vài tuần qua, chuỗi 3 cơn bão liên tiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Bắc Philippines, nơi đối mặt với thảm họa thiên nhiên tàn khốc. Hơn 160 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, cùng với diện tích đất canh tác bị tàn phá nặng nề. Những trận mưa lớn và gió mạnh đã tạo ra một cơn ác mộng đối với hàng triệu người dân, khiến hơn 9 triệu người tại các tỉnh miền Bắc Philippines bị ảnh hưởng trực tiếp, với nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông bị cắt đứt và các dịch vụ cơ bản như điện, nước, y tế bị gián đoạn nghiêm trọng. Một trong những đặc điểm đáng chú ý là lượng mưa lớn đổ xuống trong vòng 24 giờ đã vượt xa mưa trung bình của 1 đến 2 tháng, khiến các khu vực vốn đã dễ bị tổn thương trước thiên tai trở nên bất khả kháng. Cùng với những cơn lốc xoáy mạnh, những trận mưa như trút nước đã tạo ra lũ lụt và sạt lở đất khủng khiếp, khiến hàng trăm nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi tạm trú trong các trung tâm cứu trợ khẩn cấp. Những nơi này tuy có sự hỗ trợ nhưng vẫn thiếu thốn trầm trọng về điều kiện sống, thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Trước tình hình khủng hoảng nghiêm trọng, Philippines đã nhận được sự hỗ trợ quốc tế từ các quốc gia trong khu vực và các đối tác lớn. Singapore đã cử đội cứu trợ và viện trợ khẩn cấp, trong khi Mỹ hỗ trợ vận chuyển thực phẩm, nước uống và vật dụng cần thiết đến các vùng bị ảnh hưởng. Sự hỗ trợ này là cực kỳ quan trọng khi mà các cơ sở hạ tầng tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề đang trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng và việc cứu trợ người dân gặp rất nhiều khó khăn vì đường xá bị ngập và tắc nghẽn. Philippines, với vị trí địa lý đặc thù nằm trong khu vực thường xuyên phải đối mặt với bão lớn và núi lửa hoạt động, đã từ lâu trở thành một trong những quốc gia dễ gặp thiên tai nhất thế giới. Không chỉ là nơi chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới mạnh, quốc gia này còn phải gánh chịu những hiểm họa tự nhiên khác như động đất và sạt lở đất. Một trong những thảm họa điển hình trong lịch sử Philippines là cơn bão Haiyan vào năm 2013, được cho là một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới, đã tàn phá miền trung Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích và phá hủy hàng nghìn ngôi làng, tàu thuyền. Thảm họa này là một minh chứng rõ rệt cho việc Philippines nằm trong khu vực dễ bị tổn thương với những tác động lâu dài đến cuộc sống và kinh tế của người dân.
Hỗ trợ quốc tế là rất cần thiết trong thời điểm này, nhưng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời trong tương lai sẽ quyết định khả năng phục hồi của Philippines trước những cơn bão ngày càng khắc nghiệt và các thảm họa thiên nhiên khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!